Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhá, hoàn toàn trắng thông tin nhá. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgalena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mua các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái hầu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4. Đích 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello hello, xin chào tất cả các bạn, và chào các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình xin gửi gắm tất cả các bạn một vị tướng XG, một vị tướng pháp sư. Và đây là một vị tướng nó xuất hiện rất nhiều trong các giải đấu. Đây, các bạn hãy xem mình này, kích hoạt chiêu 2 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 các bạn nhé. Và thậm chí có thể sáng được 13 quả, nhưng mà hình như theo mình nghỉ mắt là sẽ 12 quả các bạn nhé. Thì làm thế nào mà sáng được 12 quả như vậy? Thì trước tiên đến với vị tướng XG này thì bắt buộc chúng ta sẽ phải hiểu vị tướng này. Và dành cho những bạn nào mà xem clip này mà mới tập chơi, muốn tập chơi, thì mình sẽ nói qua một chút vị tướng XG này. XG chữ 1 của nó thì sẽ có hai cách sử dụng. Một là các bạn nhấp thả thì nó sẽ quăng một quả bom, và quả bom đấy nó sẽ hất tung hoặc phát văng ra một chút. Còn cách thứ hai là các bạn dùng chữ 1 và dì im, giữ nguyên cái chữ 1 đấy, và các bạn đặt vào cái chỗ nào thì quả bom nó sẽ tự động thả vào quả đấy sau 0.75 giây đấy. Thì cách này là mình luôn luôn giữ chữ 1 các bạn nhé. Đấy, thấy mình luôn giữ chữ 1 chưa? Đấy là cách sản bom. Thì nếu mà chữ 1 của nó mà không kích hoạt chữ 2 thì chúng ta sẽ sản mắc được tầm 6 quả, tầm được 6 quả để farm lick. Còn nếu chúng ta mà kích hoạt chữ 2 vào một vị tướng như pha này thì chúng ta có thể sản được mắc của nó là 12 quả trúng tạch của rồi chứa đủ đám anh em ạ. Đấy, thì tầm khoảng 12 quả là mắc. Thì trong 12 quả bom đấy, nếu đâu game không nói những lết game thì cha con thằng nào mà chịu nổi. Cho nên mình không khuyến khích các bạn sản được 12 quả bom mà lết game, mà các bạn hãy nắm cái cách con ít ghi này combo như thế nào cho mượt. XG là một vị tướng pháp sư tay dài, mà chúng ta sẽ hiểu tay dài nó sẽ chơi như thế nào cho thật hiệu quả. Rồi chúng ta sẽ có một cái khoảng cách nhất định. Vốn gì làm gì đi chăng nữa, XG cũng chỉ là một vị tướng pháp sư thôi. Mà đấy là một vị tướng nó không hề cơ động một chút nào cả, ngoài việc trong hai tăng tốc lên. Thì XG nó sẽ rất dễ bị bắt bởi các vị tướng sát thủ như Nakaroth, Kera, Ngộ Không hay vân vân và mây mây. Đấy, cho nên đây là một vị tướng bắt buộc các bạn sẽ phải giữ vị trí thật tốt. Nếu gặp các vị tướng sát thủ áp sát, chẳng hạn đầu này thì toàn tay dài với nhau, thì XG là một cái lợi thế rất mạnh thôi. Đây, ngon, chiêu 2 vào thì chiêu 1 quăng thôi. Đây, có 2, 3, 4. Đây, cái quăng tiếp quăng nhiều quả lắm anh em ạ. Quăng rất nhiều quả, ôi, trừ cái quăng xịt rồi, dính. Bùm, một mạng các bạn thấy chứ. Rất khó chạy cái XG các bạn nhé, nó còn cái chưa bán. Vậy thì các bạn nhìn sơ qua các bạn đã đoán biết trước được combo XG là như nào chưa? Rất đơn giản các bạn nhé. Đó chính là các bạn sẽ kích hoạt chiêu 2 tăng tốc độ chạy và tải kích hoạt khi gặp một vị tướng gần nhất, không chọn mục tiêu nhé. Các bạn hãy nhớ cho mình không chọn mục tiêu. Vì khi có mắt tổng thì chúng ta chỉ cần kích hoạt để lấy cái nội tại của bom thôi. Chứ không các bạn mà lao lên các bạn chọn mục tiêu giống như xạ thủ đấm các bạn không trở phát nào luôn. Đấy, cho nên XG là combo chiêu 2 tăng tốc xong lại gần một vị tướng, chúng ta sẽ kích hoạt thêm chiêu 2 thêm một lần nữa, là chiêu 2 dùng 2 lần nhé. Và một vị tướng và chúng ta xả chiêu 1 giữ nguyên. Và cái dùng chữ 1 này, người ta gọi là bó kém. Đấy, bó kém thì anh gọi là cầu rìa. Cầu rìa giữ vị trí hoặc là cầu rìa trong khoảng cách. Thì giống như là đối phương mà chạy thì chúng ta sẽ di chuyển lên để rệt thả bom. Đối phương mà rệt để bắn mình thì mình sẽ lùi lại. Đấy, gọi là cái bó kém rất là khó chịu các bạn nhé. Đây, rất là mạnh. Chứ rất khó chịu, ôi cái gì đấy, ôi máy mong trúng đá như là chiêu 2 này, 1 quả, 2 quả này. Đấy, đơn giản thôi. Cách chơi nó rất hay, con này là chiêu thức của nó là hồi liên tục, cho nên các bạn chơi rất là nhanh lên tay, bởi vì các bạn sẽ sử dụng chữ 1, chữ 2 thường xuyên. Đây các bạn hãy nhìn cái cách mình bắt Zuka nhé. Muốn bắt những cái tướng sát thủ như nào phải chơi nó túng chiêu thức hết. Đấy, mình phải chơi Zuka phám lĩnh này. Khi ra chung, đây rồi, ok. Đấy, chiêu 2 các bạn nhé, cái khoản này tăng góc này, chiêu 2 này, chiêu 1 này.
lại chảy được con rắn, không bao giờ chảy được, không bao giờ chảy được luôn. Mới hái quả bóng thì quấy kiểu gì cũng được, xịt cũng được các bạn, mới hái quả bóng thả kiểu gì nó cùng trùng hết đấy. Cho nên một cái tốt nửa thứ hai để con ích khí này, thầy biết sao như thế nào, cái phá này anh không ra luôn đi anh. Các bạn ơi, ích khí nó rất là màu giấy, thậm chí thằng du cá không cần chơi ba nó con giết được thằng giết được hai mảng ích khí đây. Chiều hai cái hoạt rồi, chảy đâu chảy đâu chảy đâu chảy đâu chảy ra chơi ba đây. Đấy các bạn nhé, rất khó để chạy thoát tăng ý ghi, chỉ cần các bạn chế quen thôi thì các bạn sử dụng ý ghi rất là tốt. Ý ghi để mình đánh giá đây là một vị tướng nó kiểu thiên hướng, nói chung là 7.5/10, để mà mình đánh giá là 7.5/10 chơi rất là tốt. Các bạn chỉ cần luyện đơn giản thôi, các bạn combat rất mạnh, bắt lẻ ok, gì đối phương tuyệt vời. Còn khi combat tổng thì tí nữa chúng ta sẽ có một cái combat tổng sao thì mình không nói. Những cái giai đoạn đầu game và giữa game, ý ghi cần phải giữ vị trí thật tốt. Các bạn không bao giờ chủ quan, các bạn thường mắc một cái lỗi thằng Egypt khi các bạn kích hoạt cái nội tài chống hai và thả bắt đầu mắc được hai quả bom rồi, rất là sướng. Giống như bản thân mình chơi có biết kìm vậy đấy, khi mình cầm mắc mình hai quả bom trong tay mình rất muốn lao lên để xả bom trùng đối phương, nhưng chúng ta quên mất rằng là chúng ta chỉ là một vị tướng màu giấy thôi. Chúng ta lao lên mà chúng ta không cần biết là ai cả, lao lên chưa kịp thả quả bom từ ba ở tư thì bị dồn sốc sát thương và chết luôn. Đấy là một cái lỗi rất là trầm trọng tất cả các bạn. Cho nên khi các bạn chơi ích khí, các bạn phải biết được rằng lao lên khi đối phương chạy và thụt lui, thả bom khi đối phương về. Đấy, các bạn phải chơi ích khí như vậy. Đây thằng Zuka quá này, bên tỉnh này, đây mình sẽ cover giống gió. Đây rồi, đây. Ôi ôi cái tháng này, rồi kích hoạt cho má nhá. Rồi ok, rồi chạy đâu, ủi tốc biến cho bác, phải về chưa bác làm gì đấy. Để các bạn giúp cá tốc biến chạy không phải chạy nổi đâu. Và chưa ba cái con ít khi này có một cái điểm lưu ý một chút, đó chính là tầm 6 0 7 75 giây nó mới nổ xuống, nên các bạn hãy cắn làm sao cho đối phương nó không thể chạy thoát được trong vòng này nha. Rồi chưa hai cái quạt 12 quả bom, 1 2 3, chào hai cái té luôn. Rồi tiếp tục nào. Đấy rồi, xong bây giờ thằng này làm gì nào, từ từ hồi chiều hai mình zoom con bom nhá anh em nhớ nhá, hồi chiều hai mình zoom con bom rồi cái pha này rồi xong kiếm cút phát 1 2, thằng tu lén nó đấy các bạn, cái đấy các bạn thấy chứ, cứ bình tĩnh phải giữ luôn giữ khoảng cách. Nó rệt thì mình chạy, nó chạy mình rệt, mà trong quá trình chạy rệt đấy thì mình sẽ xả bom đấy. Và các bạn hãy giữ nguyên như bên chiếu một nhé, đấy là những gì các bạn chơi ý hết rất tuyệt vời. Đây cái khoảng từ chiếu hai là lên 1 2, rất là easy các bạn nhé. Đấy các bạn thấy chưa, luôn luôn phải có một cái giữ khoảng cách thật là an toàn. Khi nào muốn chơi những vị tướng sát thủ tế gần thì phải chơi nó ra chiêu thức, chứ các bạn đừng để vị tướng tiến địch biến các bạn thành mục tiêu. Đấy, ích ghi cũng có thể di chuyển đi lẻ rất là tốt, ích ghi đi lẻ rất tốt các bạn nhé. Khi ích ghi có một lượng độ nhất định thì cái giai đoạn di chuyển bắt lẻ thì nó sẽ rất là khả thi. Đấy thì mình bây giờ sẽ di chuyển bắt lẻ các bạn. Đây chiêu hai chạy đâu, rồi cổ địa vậy thôi cho biết nó không giết được mà. Đấy, lá lên là nó bắn mình chết thôi các bạn ạ. Ích khí nó yếu lắm. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Ích khí một vị tướng rất là máu giấy, cho nên các bạn hãy chơi biết cách sửa sệt đi. Chứ từ có bom nhiều các bạn, từ có bom nghỉ mình là có bom nắm tay các bạn oái. Đấy các bạn cứ láo lên cái cuối của mình sốc sát thương như nào không hay. Đấy, khi muốn các bạn trước khi giao cánh này, các bạn sẽ sử dụng được hai cách. Một là sản bom như này. Đấy. Các bạn sẽ chọn cho team địch combat và team combat thì chúng ta sẽ sản quả bom nào mà trúng nhiều người nhất thì sẽ có lợi thế. Và quả bom của ích ghi nó chủ yếu mang thiên hướng là cầu rìa ở giai đoạn đầu game. Đấy, bởi vì chiêu bá của nó hôi rất là nhanh. Đấy, cho nên chúng ta có thể sản sóng bắt đầu ra tỷ combat, sản thêm một quả nửa là rất là ok các bạn nhé. Đấy là cách chơi chiêu bá của ích ghi. Các bạn chơi ích ghi không bao giờ được tiếc cái chiêu bá này. Rồi, thằng Zuka quá này, khuyên cáo không được tiếc chiêu bá này nhé, vì nó có thể bỏ túi được hai quả, cho nên các bạn có thể là thả hồ mà thả. Đấy, một cước giao cánh các bạn sẽ để cho team mình đánh nhau và thả ít nhất 2-3 vị tướng. Đây cái phá này các bạn, này team mình đánh nhau chưa, đây cái phá này. Đấy, từ rồi phá này mình team mình chết rồi, chỉ cần các bạn nhìn cách mình chơi các bạn sẽ chơi tốt con ích khí này mình thề luôn. Rồi mình di chuyển bắt thằng Zuka này. Đây. Chiếu hai lên đi chạy thế nào, chiếu thức làm gì con. Ôi trời. lại tức bị à, lại chiếu bá làm gì nữa các bạn. Đấy, chứ một thằng này nó có một cái hay ấy là cái tâm nó rất là ngắn. Những các bạn đừng nhìn cái tâm đấy, cái lượng nổ nó rất là to. Đấy, cho nên mà ngoài tâm thì nó có thể nhiều lúc nó vẫn có thể dính các bạn nhá, rất là hay luôn. Đấy.
khi kích hoạt chế độ 2 thì nó sẽ được tăng 80% tốc độ chạy và giảm dần trong 1 giây các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ tận dụng cái điều đấy. Chế độ 2 này nói chung là nhiều lúc mà chúng ta mà kiểu mà áo và lấy được những vị tướng sát thủ lao vào các bạn ấy thì nó sẽ rất là tốt, có thể chạy được. Nhưng nếu mà chế độ 2 mà dùng chậm một phát thì coi như là xong, coi như là bỏ, chả làm được cái gì hết. Đấy, rồi bây giờ thì mình sẽ hy vọng có một pha bắt lẻ nào không, khi mà cái lượng đô của mình rất là sáng đòn. Đấy, à và một điều lưu ý các bạn nhé, bạn nào có nhu cầu muốn nick hay là mua quân huy thì hãy nhắn tin vào số Zalo 0941205728 của mình các bạn nhé. Nhắn tin vào đó thì mình sẽ hỗ trợ và giải đáp những cái thắc mắc của tất cả các bạn nào có thắc mắc về nick. Rồi, cái pha này cho ba bành một mạng các bạn, rất easy luôn. Đấy, chưa ba mình để chuẩn bị hôi tiếp nhanh nhất, chưa ba hôi nhanh lắm các bạn. Đấy, thì quá đó thì các bạn nhắn tin đến Zalo của mình thì mình sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều thứ, có những câu hỏi liên quan hoặc là quân huy như nào hoặc là nick như nào thì có thể là nhắn tin trực tiếp vào đấy và mình sẽ trực tiếp trả lời các bạn. Và trên shop mưa sướng thì các bạn có nhu cầu gì thì nhắn tin qua mình sẽ giải đáp và hỗ trợ hết sức cho tất cả các bạn nhé. Đấy, và rồi tiếp tục, đấy là chuẩn bị giai đoạn gần lết game rồi. Thì con bắt tổng thì Igit như mình đã nói rồi, Igit sẽ chơi gọi là đây là một vị tướng gọi là cấu địa tâm xá. Thì chúng ta sẽ hiểu theo tính chất là cấu địa tâm xá thôi. Chúng ta sẽ đứng một vị trí rất là xa để chúng ta cấu địa. Rồi kích hoạt cho hai pha này lao lên này. Đây rồi, cái tái kích hoạt chưa một mà. Rồi chạy đi đâu, chạy có gì chưa, bá thì làm gì. Dù cá tổi cực kỳ đó, đầu game dưới mình nể cái bá bốn vặt không chạy nổi rồi. Đấy, rồi đấy, từ từ để mình coi khả năng quá. Ta đi bắt lẻ nhé, bây giờ mình sẽ bắt lẻ cho các bạn thấy được cái con ít tí nó bắt lẻ và tốt như thế nào. Đấy, thì cách combo là cùng vần như thế thôi. Kích hoạt chiêu 2, xong tải kích hoạt chiêu 2 vào một vị tướng nào đấy, xong chúng ta cứ xả chiêu 1, giữ nguyên chiêu 1 nhé. Rồi, cái pha này hết xoay là mình nấp đấy này. Khả năng thật lim đít hoặc hai cái tay sẽ vào đấy các bạn xem nhé. Này xem này, xem nó mảnh cờ nào nhé. Bao nhiêu của bó này, kích hoạt chiêu 2 trước này, cách combo này. Chiêu từ từ, rồi chiêu 2 trước, tải kích hoạt, rồi chiêu 1. Chiêu 1 đúng 2 nổ các bạn. Đúng 2 nổ ra đi một em. Kính gì như vậy? Cái gì để ta đang tao quật đi luôn. Ôi trời. Tiến đít lên đây. Tao thảm kết luôn đấy các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cách cho dù đi xanh đỉnh mấy cái chăng nữa nhưng mình luôn giữ một khoảng cách nhất định. Đấy, đây là tất cả những gì vì tưởng Xvip mà mình muốn gửi gắm tất cả các bạn. Đấy, về combo, cách chơi di chuyển thì hy vọng các bạn hãy chơi Xvip tốt và các bạn đừng quên rằng các bạn nào có đây từ chiêu bá này. Vì dịch bá một thằng. Tôi đủ thả bá đẹp chưa? Tôi là lên chơi luôn. Đấy, bạn này là lên chơi luôn. Tiếp các bạn ạ. Đấy, rồi các bạn nào có ý kiến nào có thể là đóng góp ý kiến dưới phần bình luận nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả bạn một clip sau với tất cả bạn ấy mà. Yêu, bye bye. Every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, 'cause I can't move on till I let go. We'll be right back.
what's up.